cần bán nhà xây mới 4 tầng tại đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 30 m vuông và diện tích xây dựng là 30 m vuông Có vị trí nhà nằm ở cách đường ô tô đi chỉ khoảng 20 m. Vị trí giao thông rất là thuận tiện, rất là gần chợ, gần trường tiểu học uh, Xuân Phương, gần uh, chợ Xuân Phương và rất gần với Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương hiện tại tôi đang đứng ở đây là vị trí của ngôi nhà đây mọi người có thể thấy là vị trí trước của ngôi nhà là toàn bộ mặt tiền này được ốp bằng gạch granite 4 tầng có ban công với thiết kế là bao gồm 3 phòng ngủ một phòng khách một phòng thờ một sân phơi và 3 phòng vệ sinh sau đây thì là tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng tầng để cho mọi người là có thể hình dung dễ hơn toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà là cửa hai lớp bên ngoài là sát hộp sân tĩnh điện và phía bên trong là cửa gỗ kính đây là hiện tại là ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế là bao gồm hai phòng. Ở phía bên ngoài là khu vực phòng khách và phía bên trong là khu vực phòng bếp. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là giấy dán tường, gạch nát nền, đèn led, đèn chiếu sáng là đều đã hoàn thiện xong hết. Mọi người có thể nhìn qua đây là khu vực của phòng khách đây. Thiết kế phòng khách rất là đẹp. Đây là khu vực phòng bếp, toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là chất liệu bằng gỗ thịt được sơn màu trắng nhìn rất là đẹp hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu bằng inox 304 mặt bếp là dùng đá marble, bồ màu vàng vân mây ở phòng 1 ở tầng 1 thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh thiết kế nhà vệ sinh là sẽ có bao gồm là một bồn cầu nền khối một vòi xịt vòi rửa cũng như là một cái máy bơm nước để bơm nước lên toàn bộ ngôi nhà cửa nhà vệ sinh sử dụng là cửa nhôm kính Để mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ không gian của tầng 1 tiếp theo đây là hệ thống tay vịn cầu thang cũng như hệ thống mặt bậc cổ bậc cầu thang toàn bộ hệ thống tay vịn là sử dụng là chất liệu bằng gỗ niêm nam phỉ mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng đá marble nguyên tấm thiết kế của tầng 2 là sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh với cái diện tích là 30 mét vuông có hướng nhà là hướng tây tứ trạch chia mỗi tầng là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh cho nên là thiết kế của phòng ngủ rất là rộng mọi người có thể nhìn thấy là không gian phòng ngủ rất là rộng chúng ta có thể là kê giường tủ bàn ghế bàn trang điểm cũng như là bàn làm việc ở trong cùng một phòng phòng ngủ thì là đều hoàn thiện hệ thống trần thạch cao gạch nát nền vân gỗ dây dán tường cửa thông phòng sử dụng là cửa bằng gỗ niêm nam phi thiết kế của nhà vệ sinh của tầng 2 thì sẽ bao gồm là một bồn cầu lavabo, vòi rửa tay, sen cây, sen tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống phụ kiện vắt khăn, móc treo quần áo cũng như là hệ thống gương. Cửa nhà vệ sinh đã sử dụng chất liệu bằng cửa nhôm kính cao cấp. Tiếp theo đây là mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ giống hệt như nhau. Chúng ta sẽ bao gồm là một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Đối với ngôi nhà này thì là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết Mọi người có nhu cầu thì là chúng ta có thể chuyển đồ về và ở được luôn Và cái giá chào bán của bên công ty đang đưa ra là 2 tỷ 450 triệu đồng Công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sửa đỏ cho khách hàng Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu Đây là nhà vệ sinh của tầng 3 Nhà vệ sinh của tầng 3 và nhà vệ sinh của tầng 2 là tương tự như nhau Đã nắp đầy đủ hệ thống bồn cầu lavabo sen tắm cũng như là hệ thống thiết bị. Sử dụng gạch ốp tường là kích thước là 30 x 60. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Ở trên tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một phòng thờ và một khu vực sân phơi. ở chỗ ô cầu thang là sẽ thiết kế hệ thống giếng trời dùng để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ ô cầu thang cũng như là ở trong ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy là khu vực cầu thang rất là rộng. Và đây là cái khu vực dùng để để máy giặt. Và đây là khu vực phòng thờ. Mọi người là có thể kết hợp phòng thờ và cũng có thể là kết hợp là một phòng ngủ cho khách nữa cũng được bởi vì là cái thiết kế của phòng là tương đối đầy đủ chúng tôi cũng đã thiết kế xong hết cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa sau đây thì tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ hơn ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông nằm tại đường Phương Canh phường Xuân Phương quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội được thiết kế xây dựng là 4 tầng bao gồm là 3 phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng thờ một sân phơi và 3 phòng vệ sinh đang được bên công ty chào bán với giá là 2 tỷ 450 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu và có thể hỗ trợ tối đa là 80% giá trị của ngôi nhà. Mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết hơn thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người